những bang dao động có thể định đoạt bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Cạnh tranh quyết liệt tại bang North Carolina. Mỹ siết an ninh bầu cử chưa từng có. Thách thức mới dành cho ông Trump. Những bang nào có thể định đoạt bầu cử Tổng thống Mỹ 2024? Theo cuộc thăm dò hiện tại, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang có kết quả rất xì xào. Điều này đồng nghĩa mọi thứ và mọi bang đều quan trọng ngang nhau. Mặc dù vậy, mới đây tờ New York Times đã liệt kê ra 4 trong 7 bang dao động mà tờ báo này cho rằng có thể định đoạt bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cụ thể, trong khảo sát toàn quốc gần đây của New York Times và Siena College, ứng viên Kamala Harris và Donald Trump đang hòa nhau. Trong khi đó, kết quả thăm dò trung bình của New York Times cho thấy bà Harris dẫn trước nhưng chỉ với 2%. Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina và Georgia được chỉ ra là 4 bang then chốt quyết định kết quả cục diện chung, mặc dù bang nào cũng cần thiết. Pennsylvania chắc chắn là bang dao động quan trọng nhất, không thể xem thường hay bỏ qua trong cuộc bầu cử năm 2024 này. Pennsylvania là bang chiến địa lớn nhất với 19 phiếu đại cử tri, nên việc chiến thắng tại Pennsylvania được coi là chìa khóa quan trọng đưa mỗi ứng cử viên vào con đường dễ dàng nhất dẫn tới Nhà Trắng. Cả hai chiến dịch đang chi tiêu nhiều tiền quảng cáo truyền hình và radio nhất vào bang này với 138 triệu đô la Mỹ từ tháng 9 cho tới ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Bà Harris và ông Trump cũng dành nhiều thời gian tại Pennsylvania nhất trong số các bang chiến địa. Kể từ khi Phó Tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hôm 21 tháng 7, bà đã tổ chức hoặc tham dự các sự kiện công cộng tại bang này trong 9 ngày, trong khi ông Trump dành 8 ngày. Con số này không chỉ bao gồm sự kiện vận động tranh cử, khi có 2 lần 2 ứng cử viên cùng xuất hiện tại Pennsylvania. Chức Tổng thống thuộc về ông Trump khi ông giành chiến thắng tại Pennsylvania vào năm 2016. Kịch bản tương tự lặp lại với ông Joe Biden vào năm 2020. Tất nhiên, sẽ có ứng viên có được 270 phiếu đại cử tri mà không cần tới Pennsylvania, nhưng con đường đó chắc chắn sẽ khó khăn và phức tạp hơn. Tiếp theo là Wisconsin. Theo kết quả thăm dò ý kiến của New York Times, hiện Phó Tổng thống dẫn trước 2 điểm phần trăm ở Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Nếu trong đêm bầu cử, kịch bản này xảy ra, bà Kamala Harris chiếm được lòng tin của cả 3 bang và có một phiếu đại cử tri duy nhất từ Nebraska. Và các bang dao động ít hơn bỏ phiếu như dự kiến, thì bà sẽ là chủ nhân Nhà Trắng tiếp theo. Điều này khiến cho Wisconsin và 10 phiếu đại cử tri của bang này trở nên quan trọng với Phó Tổng thống, người đã vận động tranh cử tại đây 3 lần kể từ khi trở thành ứng viên của Đảng Dân Chủ. Nhưng ông Trump cũng cần Wisconsin để bù đắp vào khoảng trống nếu cựu Tổng thống thua tại Pennsylvania. Năm 2020, Wisconsin được coi là bang bước ngoặt giúp ông Biden vượt lên khi ông thắng tại đây với cách biệt chưa đầy 21.000 phiếu. Bang này sẽ định hình một cuộc rượt đuổi sát nút khi cả Dân Chủ và Cộng Hòa đều nghi ngờ về lợi thế của bà Harris tại đây trong các cuộc khảo sát. North Carolina. Các cố vấn của ông Trump tin rằng chiến thắng của cựu Tổng thống sẽ được định hình bởi Pennsylvania, North Carolina và Georgia. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ chưa từng thắng tại North Carolina kể từ năm 2008. Theo thăm dò trung bình của New York Times, ông Trump dẫn trước chưa đến 1% điểm và không rõ vụ bê bối liên quan đến Mark Robinson, ứng viên thống đốc của Đảng Cộng Hòa do ông Trump ủng hộ sẽ ảnh hưởng tới cựu Tổng thống thế nào. Chiến dịch của ông Trump đang theo dõi chặt chẽ bang này. Cựu Tổng thống dành ít nhất 6 ngày vận động tranh cử tại đây kể từ khi Đảng Dân Chủ thay đổi ứng viên, nhiều hơn mọi bang trừ Pennsylvania. Với 16 phiếu đại cử tri, North Carolina, nơi bà Harris và nhiều đảng viên Dân Chủ khác đang ra sức vận động, sẽ giúp Phó Tổng thống bù đắp lại thất bại tại Pennsylvania. Bang quan trọng tiếp theo, Georgia. Đối với ông Trump, Georgia là bang nhất định phải thắng. Georgia ủng hộ ông Biden năm 2020. Theo kết quả thăm dò trung bình từ New York Times, ông Trump hiện có kết quả khả quan nhất tại đây trong số 7 bang chiến địa. Georgia cũng đang minh họa một xu hướng đáng ngạc nhiên trong cuộc bầu cử năm 2024. Các bang có tỷ lệ dân da trắng cao như Michigan và Wisconsin dường như đang ủng hộ bà Harris nhiều hơn, trong khi các bang đa dạng hơn về sắc tộc hơi nghiêng về phía ông Trump. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Chiến dịch của bà Harris kỳ vọng sự gia tăng số lượng cử tri ủng hộ Phó Tổng thống ở Atlanta và khu vực nông thôn có thể giúp bà chiến thắng tại bang này. Bà hiện đã dành 4 ngày vận động tranh cử tại Georgia, nhiều hơn ông Trump 2 ngày. Hai ứng cử viên cạnh tranh quyết liệt tại bang North Carolina. Theo các kết quả khảo sát mới nhất, hai ứng viên Tổng thống Mỹ ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Kamala Harris của Đảng Dân Chủ đang bám đuổi xít sao tại North Carolina một trong 7 bang chiến địa quan trọng cho cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả khảo sát do Đại học High Point công bố hôm 3 tháng 10 cho thấy, cả cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, và Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng viên của Đảng Dân Chủ, đều nhận được 48% sự ủng hộ từ các cử tri tiềm năng ở bang Đông Nam nước Mỹ. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò toàn quốc, bà Harris chiếm ưu thế hơn trong số các cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 48% ủng hộ, dẫn trước cựu Tổng thống Trump 2 điểm phần trăm. Các vấn đề được cử tri North Carolina quan tâm nhiều nhất bao gồm kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội, quyền nạo phạt thai. Trong mùa bầu cử năm nay, North Carolina được đánh giá là một trong 7 bang chiến địa quan trọng khi nắm tới 16 phiếu đại cử tri, ngang với bang Georgia và chỉ đứng sau Pennsylvania. Trong giai đoạn cuối của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đội ngũ phụ trách chiến dịch của đội đôi Kamala Harris và Tim Walz đang tăng cường nỗ lực để thu hút các cử tri nghiêng về Đảng Cộng Hòa nhưng chưa quyết định. Mỹ siết chặt an ninh bầu cử chưa từng có. Khi ngày bầu cử đến gần tại Mỹ, các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp toàn diện để đảm bảo an toàn cho cả nhân viên bầu cử cũng như quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, các văn phòng và quan chức bầu cử đã phải đối mặt với sự quấy rối, thậm chí là các mối đe dọa giết người, chủ yếu là từ những cá nhân bị ảnh hưởng bởi tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump về gian lận bầu cử. Chỉ riêng trong năm qua, đạn đã được bắn vào cửa sổ của một văn phòng bầu cử ở bang Ohio. Ngoài ra, các lá thư chứa bột trắng đôi khi có kết quả dương tính với fentanyl, một loại ma túy cực độc, đã được gửi đến các văn phòng bầu cử ở năm bang. Các cuộc gọi giả mạo số 911, số điện thoại khẩn cấp tại Mỹ, nhắm vào các quan chức bầu cử cấp cao ở Georgia, Maine, Michigan và Missouri, khiến họ rơi vào tình huống có khả năng gặp nguy hiểm. Cơ quan cơ sở hạ tầng và an ninh mạng Mỹ đã tiến hành hơn 1.000 đánh giá an ninh vật lý tự nguyện cho các văn phòng bầu cử kể từ năm 2023. Các quan chức bầu cử đã sử dụng những đánh giá này để xác định các lỗ hổng an ninh và đảm bảo nguồn tài trợ từ chính quyền địa phương cho những nâng cấp cần thiết. Ngoài ra, một quyết định năm 2022 của Ủy ban hỗ trợ bầu cử Mỹ cho phép sử dụng ngân sách liên bang để tăng cường an ninh như mua máy đọc thẻ, camera, lắp đặt hàng rào bảo vệ. Nhiều nơi nâng cấp các cơ sở bỏ phiếu bằng kính chống đạn, camera an ninh, cửa ra vào có gắn thẻ. Quy trình mới để xử lý thư cũng sẽ được triển khai trên khắp nước Mỹ, với các nhân viên bầu cử được nhận bộ dụng cụ là những túi đựng sách tay chứa thuốc giải độc opioid. Nhiều địa phương tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật tại các văn phòng bầu cử, đặc biệt là vào đêm bầu cử, khi nhân viên bầu cử vận chuyển phiếu bầu và các tài liệu khác. Lực lượng thực thi pháp luật bổ sung cũng được lên kế hoạch cho giai đoạn sau ngày bầu cử trong quá trình kiểm phiếu và xác nhận kết quả. Tại Los Angeles, các đội chó nghiệp vụ cũng sẽ ngửi các lá phiếu được gửi đến để tìm chất đáng ngờ. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường an ninh rộng hơn liên quan đến một văn phòng bầu cử mới trị giá 29 triệu đô la Mỹ, hợp nhất các hoạt động bầu cử từng giải khắp các quận trước đây. Thách thức mới cho ông Trump. Trong lúc nước Mỹ bước vào cao trào chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, phía công tố lại quyết định tung đòn nhằm vào cựu tổng thống Donald Trump. Hãng AFP đưa tin, thẩm phán Tanya Chutkan của Tòa án Sơ thẩm quận Columbia hôm 2 tháng 10 đã công bố những chi tiết chính hồ sơ vừa được đội ngũ của công tố viên đặc biệt Jack Smith nộp lên. Đây là bước đi mới nhất của phía công tố sau khi tòa án tối cao ngày 1 tháng 7 phán quyết ông Trump trên tư cách Tổng thống Mỹ năm 2019 đến năm 2021 có quyền miễn trừ với một số hành vi theo cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2020. Giới quan sát cho rằng hồ sơ dài 165 trang có lẽ là nỗ lực cuối cùng để phía công tố trình bày đầy đủ những lập luận của mình trước khi ông Trump tranh đấu với Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Theo Reuters, hồ sơ cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về những chứng cứ được phía công tố thu thập nhằm chứng minh ông Trump hiện là ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa không nên được hưởng quyền miễn trừ theo phán quyết của tòa án tối cao trong cuộc bầu cử năm 2020. Nói một cách tóm tắt, đội ngũ của công tố viên Smith cho rằng việc ông Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 là hành vi cá nhân, không thuộc phạm trù được hưởng quyền miễn trừ như tòa án tối cao từng đề cập. Đa số nội dung của hồ sơ tập trung vào Phó Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Mike Pence. Khi ấy, ông Pence đóng vai trò là chủ trì phiên họp chung của Quốc hội để xác nhận chiến thắng cho ông Joe Biden. Ông Trump bị cáo buộc muốn ép ông Pence dùng quyền hạn chủ trì để lật ngược kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho mình. Hồ sơ kết luận, khi ông ấy thất cử vào năm 2020, ông ấy tìm cách ở lại Nhà Trắng thông qua những hành vi phạm tội. Trước cáo buộc mới, ông Trump gọi quyết định công bố hồ sơ ở tòa sơ thẩm trước ngày bầu cử khoảng một tháng, hoàn toàn là hành động can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay. Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng Việc thẩm phán Chutkan công khai hồ sơ chi tiết một ngày sau khi tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên phó tổng thống hôm 1 tháng 10 chỉ nhằm che đậy thất bại của ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Số liệu của Nielsen ghi nhận khoảng 43 triệu người đã xem cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa đại diện của Đảng Cộng Hòa là thượng nghị sĩ J.D. Vance của bang Ohio và đối thủ phía Đảng Dân Chủ là thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz. Theo khảo sát của đài CBS, 42% số người theo dõi cho rằng ông Vance chiến thắng trong cuộc tranh luận, trong khi ông Walz nhận được 41% sự ủng hộ. Khoảng 17% số người xem cho rằng đây là một trận hòa.